Thưa quý vị, hoạt động mua bán ngoài cổng chợ thì nhộn nhịp, trong chợ thì vắng hoe. Tiểu thương kiến nghị kéo dài nhưng chưa được xử lý triệt để. Những kiệt hẻm quanh các chợ từ lớn đến bé lúc nào cũng đông đúc chật hẹp, gây cản trở giao thông đi lại của nhân dân, đặc biệt gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Tại cuộc họp giám sát công tác quản lý thị trường và bình ổn thị trường hàng hóa Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 mới đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Công Thương phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sở tại có biện pháp cứng rắn giải quyết dứt điểm tình trạng chợ trong chợ ngoài như hiện nay. Đây là kiệt 19 Lê Đình Thám, dài gần 300m, nối từ đường Hoàng Diệu đến đường Lê Đình Thám, nằm bên hông chợ mới thuộc địa bàn phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Thịt, cá, trái cây, hàng gì cũng có, bày bán la liệt, người xe chen chúc nhau. Những ngày cận Tết, hoạt động buôn bán ngoài đường càng đông đúc hơn. Trong này là khách rất là lợi ích, không có ai vô đây trơn á. Còn là họ đi hết trơn ở ngoài đường luôn rồi. Ở trong đây là tụi em đã chịu tất cả các đủ các loại thuế. Họ mua hết ngoài đường rồi chị ta. Họ mua hết ngoài đường ít khi vô lắm. Cái chi mà không có họ cần họ mới vô chợ. Còn cái chi có là họ mua ngoài đường, họ dựng xe, họ mua tiện lợi hơn, họ vô mua ngoài đường hết. Chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Trong khi kinh doanh ế ẩm, ngoài thì buôn bán sầm uất. Người tiêu dùng không cần gửi xe, chỉ cần tạt vào lề đường thì thứ gì cũng có, từ thực phẩm đến thời trang. Dù tiểu thương trong chợ đã phản ánh rất nhiều lần, nhưng các cấp chính quyền vẫn chưa tìm ra biện pháp xử lý hữu hiệu. Chợ họ thuê ngoài đường họ ngồi hết trầu. Ở trong chợ đây là không vô, khách hàng họ không có vô. Họ nghĩ là vô là họ phải gửi xe là họ tốn tiền mà vô trong đây đó là họ cũng đâu có gì bàn ở ngoài đường để họ mua. Bà bó không được, họ nghĩ hết. Các tiểu thương cho biết, người buôn bán bên trong chợ phải đóng đầy đủ các khoản như tiền thuế mặt bằng, tiền điện, nước, rác thải nhưng lại ế ẩm. Còn như người bán chui bên ngoài chợ không phải đóng thuế phí nhưng lại đông khách. Các tiểu thương quá thiệt thòi và đã nhiều lần kiến nghị lên ban quản lý chợ nhưng không được giải quyết vì vượt thẩm quyền quản lý. Cái địa bàn phường thì ủy ban dân phường cũng họ cũng làm ở một cái mức độ này, nó cũng không làm được cái tận gốc cái vấn đề. Như sáng đi rồi họ làm vài lượt, xong đâu đấy là được tái diễn như cũ. Mà tình hình đây là hiện nay là càng ngày càng đông chứ không phải là càng ngày càng giảm đâu. Nên là rất là khó cái chuyện này, nên có các hộ mà các hộ trong đây cũng kêu rất nhiều. Rồi ban quản lý cũng đã kiến nghị rất nhiều với ủy ban phường cũng như ở ủy ban quận, nhưng mà hiện nay vẫn tình hình như vậy. Tại cuộc họp giám sát công tác quản lý thị trường và bình ổn thị trường hàng hóa Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 giữa Hội đồng Nhân dân thành phố với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, tình trạng chợ trong, chợ ngoài là vấn đề bức xúc trong dư luận. Cử tri đã kiến nghị nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho rằng, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, trước tiên trách nhiệm thuộc về Sở Công Thương. Không chỉ đưa ra lý do ban quản lý chợ chỉ có quyền hạn quản lý hoạt động mua bán trong chợ và thả nổi hoạt động phía ngoài, cần phải có cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm rõ ràng. Đã có quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với từng quận huyện chưa? Các vấn đề về quản lý hoạt động của ngành, trong đó hoặc có quản lý các chợ đầu mối, trong đó quy chế phối hợp các chợ điểm du lịch, rồi các chợ trên địa bàn các quận. Làm rõ cái nó đi, cái đề nghị Sở Công Thương xuống làm thì phân định ra đây là chợ đầu mối trên địa bàn, chợ thuộc Sở Công Thương, nhưng mà trong vòng trong thì tôi sẽ hoạt động quản lý như này, vòng ngoài quận Hải Châu ông đảm bảo cho tôi này có quy chế phối hợp với nhau, đúng không? Cái lượng chịu trách nhiệm như thế nào để mình rõ cái việc đó. Vẫn biết đối tượng lấn chiếm lòng đường buôn bán hàng rong phần lớn là người nghèo, hộ khó khăn không đủ điều kiện để vào kinh doanh tại chợ. Nhưng để tồn tại tình trạng này, chỉ giải quyết được bài toán kinh tế ít ỏi của người nghèo nhưng lại phát sinh nhiều rắc rối tiếp theo, thậm chí là hệ lụy đến an ninh trật tự, mỹ quan thành phố, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Do đó, tình trạng chợ trong chợ ngoài cần được xử lý dứt điểm.